Combo lãi tình cảm các bác ơi, chỉ với 70k thôi các bác nhá. 70k là các bác đã sở hữu ngay cho em 3 khay Ninox Su 304 bền bỉ với thời gian, an toàn với sức khỏe nhá, không han gì này. Để khi mà các bác mua về này, các bác có thể là ướp thịt đấy, ướp đồ sống cho em vào đây nhá các bác nhá. Hoặc là các bác mua về các bác có thể là nhào trộn bột này, đấy rất là ok, đựng đồ sống chuyên biệt cho em cũng được này. Hoặc các bác có thể làm bát để cho trẻ con, người già ăn này, đấy chống vỡ này cũng rất là ok, đựng canh, đựng riêu này cũng rất là ok. Đấy có cả chia vạch chi viết nhá, đấy rất là chuyên nghiệp luôn, ok luôn. Và đây là một em khay to, và em xin đo kích thước 3 em khay này cho các bác nhá. Một em khay to kích thước sẽ là 25 xăng, em khay vừa kích thước là 20 và em nhỏ nhất trong lòng sẽ là 17 nha các bác nhá. Đấy các bác mua cho em này về thì combo để các bác biết tới shop kìa, chỉ có 70.000 mà 3 em khay Ninox này. Đấy cái việc là ướp thịt này hay nhào trộn bột hay là để đồ sống chuyên biệt, hoặc có thể làm bát ăn cơm, có thể làm bát múc canh múc riêu đấy, hoặc là làm rổ chậu để rửa chuyên biệt hoa quả nhá. Đấy thì cũng rất là ok luôn, bằng Ninox rồi, an toàn tuyệt đối rồi. Và chỉ có mức giá là 70k thôi. Em xin nhắc lại một lần nữa, chỉ có 70k combo lãi tình cảm nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Kính lão đọc sách đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em các bác nhá. Đến từ thương hiệu Nhật Bản này, đựng trong túi da xịn sò và chuyên biệt có chia độ cho từng bác một nhá. Bác nào mà phải độ nào thì cứ nhắn cho em, 2 độ, 3 độ, 1 độ rưỡi tùy các bác nhá. Em sẽ gửi đúng độ cho các bác này. Được bảo quản và đựng trong túi da nhá. Chiều ngang chỉ có 4 xăng và chiều dài chỉ có chưa tới 8 xăng thôi. Rất là gọn tiện. Nó là một dạng dòng kính gấp các bác nhá. Một dạng dòng kính gấp này, rất là tiện luôn. Đây em sẽ mở ra cho các bác quan sát bên trong. Khi các bác mua em sẽ tặng một cái em khăn lau kính này luôn các bác nhá. Đấy các bác quan sát cho em ạ, rất là đẹp phải không ạ. Đấy cọng kính thì là màu vàng, thép titan cho em luôn nhá. Cực kỳ nhẹ nhưng lại cực kỳ bền và chắc chắn này. Đây em sẽ mở từng lần lượt từng lớp một nhá. Đấy các bác thấy cho em ạ, cực kỳ đẹp nhá. Và em tiếp tục mở tiếp này, hai cạnh. Và bên đây là hai sống khi mà mở ra như thế này. Đấy nó là một em kính hoàn hảo cho các bác này, đọc sách, đọc báo, xem tivi. Đấy để chống làm sao ạ, chống chảy nước mắt cũng như là đọc rõ nhá, rõ chữ rõ nét. Em sẽ đưa vào thực tế cho các bác nhìn đây ạ. Đây các bác đọc này, rất là tuyệt vời luôn, rất là rõ luôn, không bị nhèm, không bị lòe nha các bác nhá. Không bị nhòe đâu ạ, rất là xịn sò luôn. Với em kính này, em đang có chương trình chiên trợ giá khách hàng nhá. Hàng thì là hàng xịn, mà giá thì cực kỳ là phải chăng, yêu đãi khách hàng thân yêu của em. Chỉ còn với một mức giá đó là 150k, 150k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác không nghe lộn đâu ạ, các bác nhanh tay chốt đơn. Giới thiệu đến quý cô bác anh chị em một mã dòng sản phẩm, đó là máy xay sinh tố cầm tay các bác nhá. Một mã sản phẩm em thấy rất là tiện ích luôn. Và bây giờ em xin vào chi tiết sản phẩm. Đầu tiên khi các bác nhận được hàng, các bác sẽ nhận được hai cái cối xay như thế này, dung tích 500ml các bác nhá. Và kèm theo đó là một em nắp như thế này, một em nắp để khi chúng ta không sử dụng nhá thì chúng ta đậy vào, còn khi nào chúng ta uống thì chúng ta mở ra. Nó như là một cái bình nước ấy ạ. Này các bác nhìn ạ, như một cái bình nước này, có quai sách như thế này luôn, để chúng ta mang đi chơi, đi du lịch, đi công sở nhá, hay treo xe rất là tiện. Khi nào uống này, chúng ta chỉ việc bật ra như thế này là uống. Đó, rất là tiện luôn các bác ạ. Và kèm theo đó sẽ là một em dây sạc. Một em dây sạc này thì chúng ta sẽ sạc tích điện ở nhà và mang đến nơi làm việc để chúng ta có thể xay tự động nhá. Không ảnh hưởng tới nguồn điện, không cần sử dụng nguồn điện trực tiếp chúng ta vẫn có thể xay được. Hoặc chúng ta có thể cắm và xay vào nguồn điện trực, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V để xay cũng ok này các bác này. Và đây sẽ là một em củ máy xay. Một em củ máy xay này khi em kích hoạt này, các bác thấy không ạ? Nó nhận điện nhưng mà không hề chạy, để làm sao ạ? Để đảm bảo cho là không chém vào tay người sử dụng khi chưa lắp cối các bác nhá. Một em máy rất là thông minh luôn. Và bây giờ em sẽ lắp cối và test luôn cho các bác ạ. Các bác mua hoa quả về tự xay tự uống như này thì em thấy nó cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đó, bao nhiêu năm chúng ta vất vả rồi, bây giờ chúng ta phải tận hưởng các bác ạ. Bởi vì tại sao? Những cái dinh dưỡng ở trong hoa quả là không một cái sản phẩm nào nó có thể thay thế được. Ví dụ như các bác uống sinh tố xoài đi, chứa rất nhiều vitamin C. Nhưng vitamin C của xoài nó sẽ là vitamin C hữu cơ nhá, khác hẳn với các bác mua một cái viên vitamin C ở ngoài tiệm, nó sẽ là vô cơ, nó rất khó hấp thu mà nó lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nhá. Mà với cái em máy xay này chúng ta sẽ xay được, nó sẽ có cả những cái chất xơ ở bên trong thì nó rất tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta nha các bác nhá. Đấy các bác thấy không ạ, ok chưa, quá khỏe luôn các bác ơi.
uy tín luôn nhá các bác nhá. Và em máy này thì em đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng các bác nhá. Giá của em nó siêu ưu đãi luôn, chỉ còn với một mức giá trong buổi live ngày hôm nay nhá. Các bác nào nhanh tay lên đơn này. Đấy, 120k thôi. 120k trên một sản phẩm nhá. Em bán lãi tình cảm thôi các bác ơi. Các bác nhanh tay chốt đơn giúp em ạ. Má trời đẹp các bác ơi, vừa đẹp vừa dày dặn chắc chắn. Đó là em nồi hấp xửng 2 tầng được các bác nhá. Kết cấu bằng inox Su 304 cho em, siêu dày dặn và chắc chắn này. Chúng ta sắm một lần dùng một đời luôn nhá các bác nhá. Thì kết cấu là phần dưới để chúng ta mua về để có thể luộc gà này, đấy, luộc thịt hoặc là nấu bí, nấu bầu khi nhà có công có việc nhá. Bởi vì nó siêu to khổng lồ, luộc tận 2-3 chú gà luôn đấy ạ. Còn tầng trên thì các bác có thể là để hấp xôi, đấy, hay là hấp những cái món hải sản cua ghẹ, đấy, để cho cả gia đình đổi bữa nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Và trọng lượng của em nó thì siêu dày dặn và chắc chắn rồi, nên là trọng lượng của em nó tới tận 3 cân lận. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm. Đây là cận cảnh em nồi xửng hấp 2 tầng các bác nhá. Đầu tiên sẽ là vung của nó. Vung của nó sẽ là vung kính cường lực cho em này các bác ơi. Vung kính cường lực, siêu chịu nhiệt cho em nha các bác nhá. Tay rỗng cách nhiệt này, 4 vòng xung quanh sẽ là được bọc bởi inox Su 304 các bác nhá. Cực kỳ nặng và chắc chắn luôn nha các bác ạ. Các bác yên tâm khi nhận hàng ạ. Và tiếp theo sẽ là một khay. Một cái em khay đồ xôi này, vòng của nó sẽ là 32 xăng các bác nhá. Chiều sâu sẽ là 10 xăng. Các bác có thể đồ được từ 2 đến 3 bơ gạo ở đây thoải mái này. Đấy, đồ đến 2-3 bơ gạo xôi nhá. Hoặc là hấp cua, hấp ghẹ, đồ hải sản, để đồ bữa cho gia đình, hoặc hấp bánh, hấp khoai nhá. Đấy, để bán hàng cũng rất là ok luôn, thuận tiện luôn các bác ạ. Và đây là em nồi inox này, để luộc gà, đấy, để hầm xương, đấy, hay luộc thịt nhá. Khi nhà có công có việc luộc giò, luộc giếc thì cũng rất là ok. Hoặc có thể là 2-3 em gà đây luộc cũng rất là tiện này các bác này. Chiều sâu của em nó là 20 xăng nhá các bác nhá. Và độ ngang của nó là 32 ạ. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, một em nồi siêu dày dặn, siêu chắc chắn như này. Giá của em nó chỉ có là 450k. Đấy, 450k trên thị trường đang bán là 550k. Nhưng riêng đến với shop em nhá, chỉ còn là 400 này, 50k. Đấy, 450k các bác, chốt đơn nhanh tay cho em. Mã tiếp theo em xin được trao xả cho các bác, đó là cái mã sản phẩm đèn sông tinh dầu này nhá. Thì với cái thời tiết mà nắng nắng mưa mưa đang giao mùa như thế này thì là các mầm bệnh rất dễ là sinh sôi, hay là cơ thể chúng ta có những cái thay đổi rất là khó chịu nhá. Đau đầu, chóng mặt này, đấy, rất là nhiều những cái bệnh lý kèm theo. Đấy, ví dụ như là cảm cúm, đấy, rất là mệt mỏi luôn các bác ạ. Thì các bác sắm ngay cho em với cái mã đèn sông tinh dầu này nhá, cực kỳ hữu ích cho chúng ta luôn. Đó, mà lại rất dễ dàng sử dụng nhá. Thì cũng đã có rất nhiều bác mua ủng hộ em cái mã sản phẩm này rồi, nhưng mà các bác mua về cứ gọi là: Thiết ơi, sao bác sông nó lại không lên hơi nước, nó sao bác sông nó lại không ra tinh dầu. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cụ thể các bác nhá. Đấy, các bác mua về các bác phải cho gần đầy nước vào đây cho em nhá. Gần đầy nước vào đây cho em. Và tiếp tục đến là các bác rọ cho em 5-7 giọt nhá. 5-7 giọt tinh dầu vào đây. Đó, 5-7 giọt tinh dầu. Nó chỉ cần 5 giọt thôi nhá các bác nhá. Đấy, vào đây cho em. Tiếp sau đấy là các bác đậy nắp vào cho em. Đó, đậy nắp vào cho em và nó sẽ ở trên cái sản phẩm, nó sẽ có cái lẫy nhá. Các bác xoay này, xoay vào cho em. Đó, xoay khi nào nó khực cũng phát, nó chắc chắn là được nha các bác nhá. Xoay khực cũng phát nó chắc chắn là được. Đó. Và tiếp đến em sẽ gửi cho các bác kèm là một cái dây sạc như thế này. Thì các bác một đầu này sẽ cắm vào đầu ổ điện USB cho em, một đầu này sẽ cắm vào đít của cái đèn sông tinh dầu nhá. Đây, đây là cái phần đít ổ cắm của nó đấy, nó có lỗ này. Các bác để ý em nhá. Đấy, em xin cắm vào đây ạ. Đấy. Và tiếp đến trên đầu sản phẩm nó sẽ có một nút nguồn. Đó, các bác ấn vào đây cho em. Đó, các bác thấy không ạ? Đấy. Tinh dầu bắt đầu bay và tỏa khắp phòng nhá. Đấy, rất là thơm luôn, thanh lọc không khí cho em luôn này. Đấy, muỗi dán côn trùng là tránh xa này, giúp chúng ta đấy thư giãn thoải mái, xả stress rất là ok luôn nha các bác nhá. Với cái mã sản phẩm này, em xin được hạ giá xuống là 110k tri ân cho các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. 110k cái đèn sông tinh dầu này ạ. Đó, kèm theo đó là sản phẩm tinh dầu AD nhé. Thì cũng được rất nhiều các bác khen ngợi là: ui, ta mua ở các shop này, shop kia rất là nhiều loại tinh dầu, nhưng mà nó không được thơm, nó không được dễ chịu như là cái sản phẩm tinh dầu nhà cháu. Thì đấy là một cái động lực cho shop Như Thiết. Đấy, rất là vui. Đấy, thì các bác mua cho em cái lọ tinh dầu này về, nhỏ nhỏ xinh xinh có 20k thôi, nhưng các bác sử dụng cả một vụ cho em thoải mái nhé. Một vụ thoải mái cho em. Thì combo của nó sẽ là một đèn sông tinh dầu, đó, 110k, kèm với lại xả tinh dầu AD nhá, là 20k. Combo của nó sẽ là 130k thôi các bạn. 130k cho cái mã sản phẩm này. Đem về số lượng cực kỳ lớn mã sản phẩm nồi áp suất Roman đến từ thương hiệu Đức các nhá.
Với cái mã sản phẩm này thì rất là dễ dàng sử dụng các bác ạ. Nó không hề kén bếp cho em nhá. Các bác có thể sử dụng được cho em cả bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại nhá. Đều rất là ok này. Với cái mã sản phẩm này thì nó dẫn nhiệt cực kỳ tốt này. Đấy, dẫn nhiệt tốt, cảm biến nhiệt rất là nhanh. Bởi vì chất liệu của em này được làm bằng thép titan. Thép titan chống han rỉ, kèm theo đó là vân đá cảm biến nha các bác nhá. Đá cảm biến bên trong lòng nồi cho em này, giúp sản phẩm nhanh chín, nhanh sôi gấp 5 lần. Đó, gấp 5 lần những cái mã sản phẩm nồi thông thường trên thị trường nhá. Giúp các bác này tiết kiệm ga, tiết kiệm nhiên liệu khi mà đun nấu nha các bác nhá. Với cái lòng nồi này thì nó sẽ bằng vân đá, chống dính cho em tuyệt đối luôn. Chống dính tuyệt đối, các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Với cái phần vung nồi, đây các bác quan sát cho em rất là đẹp luôn. Phần vung nồi thì được làm bằng kính cường lực siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt cho em các bác ạ. Đấy, phần tay cầm thì là tay cầm rỗng cách nhiệt như này nhá. Thiết kế cũng rất là đẹp và tinh tế như này. Với cái phần gioăng, đấy cái phần van giảm áp tự động luôn. Đấy, khi nào đầy hơi thì nó sẽ tự nâng lên nó xả, còn không thì nó sẽ giữ nguyên như này cho em nhá. Phần gioăng nồi ở bên trong nó sẽ là gioăng nồi silicon. Đấy, để nó mút chặt nhá. Mút chặt sản phẩm khi mà sôi này. Đấy, để cho sản phẩm giữ được nhiệt ở bên trong. Với cái em này thì dung tích của em nó là 10 lít các bác nhé. Em sẽ đo kích thước cho các bác ạ. Dung tích là 10 lít này. Độ ngang của nó sẽ là 28 và chiều sâu của nó sẽ là 14 xăng các bác nhé. 14 xăng luôn. Bác nào ưng mã sản phẩm nồi áp suất này để mua về để hầm gà, hầm chim, hầm xương đấy, hoặc là bình thường chúng ta bỏ ra đun nấu như một chiếc nồi bình thường cũng được nhá. Rán hay nấu lẩu cũng rất là ok. Đấy, khi nào các bác muốn hầm thì các bác chốt cho em hai cái van tay này vào. Đấy, chốt cái van hai bên này vào để nó giữ chặt cái phần vung nồi nhá các bác nhá. Còn khi mà chúng ta đun nấu bình thường thì chúng ta chỉ để nguyên như này đun nấu bình thường thôi các bác ạ. Đấy, nấu nó cũng tiết kiệm nhiên liệu, nhanh chín, nhanh sôi, giữ được cái độ ngon ngọt cũng như là không mất đi cái giá trị dinh dưỡng khi đun nấu nha các bác nhá. Bác nào ưng sản phẩm mà em nồi áp suất Roman này, em sẽ gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé. Chỉ có là 180k trên một nồi áp suất này nhá. Trên một nồi áp suất này, quá là rẻ luôn các bác ơi. Đấy, bác nào ưng mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Tục về kho số lượng cực kỳ nhiều mã sản phẩm cốc tự khuấy nhá các bác nhá. Cốc tự khuấy, cốc giữ nhiệt, đấy đều rất là ok với em này luôn. Em nó vừa giữ nhiệt vừa tự khuấy được ạ. Thì đầu tiên bên trong sẽ là lòng su 304 an toàn với người sử dụng nhá, không han gì tuyệt đối. Ở phần lõi thì có một em tự khuấy như này. Đấy, các bác chỉ cần vứt vào phát nó tự vào lòng luôn. Và em này sẽ có tác dụng là nguấy nhá các bác nhá. Đấy, chúng ta bật lên là nó sẽ tự động nguấy như thế này. Để làm sao khi mà chúng ta pha cà phê hay pha nước đường chanh hay là chúng ta pha sữa thì nó sẽ là tự khuấy, tự tan nhá. Đấy, chúng ta không phải động đến thìa. Đấy, rất là tiện luôn. Và đây là phần thiết kế của em nó, rất là thanh lịch, đẹp, lịch sự. Với một nút nguồn thôi nhá. Một nút nguồn bật tắt ở đây thôi. Rất là dễ dàng sử dụng các bác ạ. Và phần đít của nó nhá. Đây, các bác mua về thì lắp pin vào đây cho em. Đấy, khi các bác mua cốc, em tặng kèm một pin. Trời ơi, quá là yêu đãi luôn. Đấy, đây là phần nắp này. Có gioăng cao su giữ nhiệt nha các bác nhá. Đấy, gioăng cao su giữ nhiệt. Khi mà chúng ta uống không hết thì chúng ta đậy vào để tránh ruồi muỗi côn trùng xa vào nha các bác nhá. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Cái này mang đi văn phòng cũng rất là tiện này. Đấy, hoặc ở nhà chúng ta pha sữa hay là pha cà phê uống thì rất là tuyệt vời rồi. Và em cốc này em xin được gửi tới các bác mức giá tri ân trợ giá nhá, siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ còn là 90k, 90k trên một em cốc tự khuấy nhá. Mà em tặng kèm luôn hai pin luôn các bác ơi. Đấy, quá là ưu đãi luôn ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Cốc tự khuấy thế hệ mới nhá, 90k trên một chiếc, tặng kèm hai pin. Về số lượng cũng cực kỳ lớn, đó là mã sản phẩm em giao chặt này luôn nhá các bác nhá. Đấy, các bác sắm thì sắm luôn một thể luôn này. Em giao chặt đến từ thương hiệu Japan Asahi. Thép SK5 cực kỳ là chắc chắn, sáng loáng bền bỉ luôn nhá các bác nhá. Đây các bác quan sát bên trong cho em ạ. Đấy, đáng giá đồng tiền luôn nhá. Và em cân em dao này nặng lên tới là 7 lạng luôn. 7 lạng với em dao này, các bác nhìn cho em cái sống dao nhá. Đấy, các bác nhìn cái sống dao ạ. Nó cực kỳ là dày dặn như này luôn. Và đúc là đúc nguyên khối nhá. Một mạch từ trên xuống dưới như này luôn cho em này. Đấy, nguyên khối luôn, dày dặn luôn, chắc chắn nhá. Và với em bản dao này thì các bác mua về, đấy rất là tiện này, nó có cả cái lỗ treo này, các bác treo lên thì rất là gọn nhá. Bản của em dao này là rộng 10 xăng và tổng thể dài của em này là 20-30 xăng nha các bác nhá. Tổng em này dài 30 xăng cho em này.
đấy, rất là phù hợp với việc chặt này, nấu nướng này, nhà có công có việc thì phải nên sắm 2-3 em này. Đấy, rất là ok luôn. Tem thì là tem dập chìm nhá. Đấy, chống hàng giả hàng nhái luôn. Tem dập chìm đến từ thương hiệu Japan Asahi luôn này. Bác nào ưng mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Em đang có chương trình chiên trợ giá nhá. Và em này có một mức giá siêu đãi luôn. Siêu yêu đãi trên thị trường đang bán là 250-300. Nhưng mà chiên khách hàng nhá, thân yêu của em, thì chỉ còn với một mức giá là 170k, 170k trên một sản phẩm nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Để gửi tới các bác tròn bộ sản phẩm bộ nồi cao cấp 3 món đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản nha các bác nhá. Bộ nồi thì được thiết kế cực kỳ là sang trọng và lịch sự như này. Kết cấu hoàn toàn bằng inox Su 304 cho em này, an toàn với người sử dụng nhá, không hao mòn, không han gì nhá, cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn. Cái phần mà bắt nhiệt đây này các bác này thì là cực kỳ bén luôn cho em nhá. Đấy, bắt nhiệt nhanh này, tỏa nhiệt tốt nhá, để nhanh sôi, nhanh chín, giữ cho món ăn là nhanh chín, nhanh sôi nhưng mà vẫn ngon tròn vị cho em. Phần vung được thiết kế này các bác ơi, nhìn kỹ giúp em nhá, bằng kính cường lực này, siêu chịu tải, siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt cho em. Bọc bằng viền inox Su 304 dày dặn, có lỗ thoát khí ở bên trên nha các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và phần tay cầm cũng vậy nha các bác nhá. Đấy, phần tay cầm cũng là inox cách nhiệt cho em này. Tất cả đều một màu vàng, nổi bật trên chiếc nồi như này, rất là sang trọng và lịch sự luôn nha các bác nhá. Rất là đẹp, rất là xinh, ngoài đời còn xinh hơn rất nhiều trong buổi live các bác. Em xin được đo kích thước các mã sản phẩm nhá. Các mã sản phẩm nồi này. Đầu tiên là em nồi bé phù hợp để các bác rang thịt, thì nó sẽ có độ rộng là 18 cm và độ sâu là 11 nha các bác nhá. Và tiếp đến là em nồi nhỡ này. Em nồi nhỡ này thì có miệng là 20 cm và chiều sâu lên tới tận là 12 cm nha các bác nhá. Thì phù hợp để các bác nấu canh ạ. Còn với em nồi to này thì các bác có thể là nấu lẩu, nấu riêu, luộc gà nhá, tùy vào mục đích các bác sử dụng này. Độ rộng của em nó là 22 cm và chiều sâu sẽ là 13 nha các bác nhá. Đấy, bằng inox sáng bóng xịn sò như này luôn các bác ơi, soi gương đánh phấn được luôn. Đấy, quá là tuyệt vời. Bác nào ưng mã sản phẩm bộ nồi Camel đến từ thương hiệu Nhật Bản thì nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này. Giá ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay chỉ còn là 420k nha các bác nhá. 420k trên bộ nồi 3 món này các bác ơi. Đấy, bộ nồi 3 món em vừa bán vừa tặng vừa chiên khách hàng đấy ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn về la liệt đổ đống luôn các bác ơi, với số lượng cực kỳ nhiều. Và em muốn giới thiệu các bác mã sản phẩm bộ dao Nhật. Đấy, 6 chi tiết cho em này, gồm 3 dao thái, 1 em gọt hoa quả và 1 em nạo đa năng, kèm theo đó là tặng 1 em kéo nha các bác nhá. Đến từ thương hiệu Asahi Japan Nhật Bản này, hoàn toàn được làm bằng thép SK5 chống dỉ, bền bỉ với thời gian cho em luôn nha các bác nhá. Cực kỳ sắc bén. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm cho các bác quan sát ạ. Thì đầu tiên sẽ là 3 em dao thái nhá. 3 em dao thái này. Đấy, rất là sắc luôn này các bác ạ. Các bác được nhận hàng hoặc kiểm tra hàng thì phải thanh toán cho em nhá. Tất cả đều có tem dập chìm của Asahi Japan Nhật Bản này. Kèm theo đó là một em gọt hoa quả đây các bác nhá. Đấy, một em gọt hoa quả này. Và kèm theo đó là một em nạo đa năng. Các bác nạo bầu, nạo bí, nạo khoai cho em này. Với một em kéo này. Đấy, các bác có thể là cắt nem, cắt chả, cắt hành, hoa, rau thơm nhá. Rất là ok, tiện lợi luôn. Công năng đầy đủ trong một bộ dao này nhá các bác nhá. Và với em dao đến từ thương hiệu Japan Nhật Bản này, em đang có một chương trình chiên trợ giá khách hàng cực là đặc biệt luôn. Em sale giá giảm xuống còn là 80k, 80k cho một bộ dao 6 chi tiết này. Bác nào ưng sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn, em sẽ dành 300 suất ưu đãi đầu tiên nha các bác nhá. Giới thiệu các bác bộ sản phẩm máy rửa xe tưới cây chạy bằng pin các bác nhá. Rất là tiện lợi và dễ dàng sử dụng luôn. Em sẽ giới thiệu ngay đây cho các bác ạ. Và đầu tiên sẽ là một em máy cầm tay nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản Hitachi cho em này. Kèm theo đó là một bộ củ sạc này. Đây, một bộ củ sạc pin và một bộ pin nhá. Đấy, đến từ thương hiệu Hitachi cho em này, rất là bền xịn luôn. Kèm theo đó là em tặng 4 mét dây này, 4 mét dây và một củ lọc rác nhá. Để khi mà vứt xuống giếng, xuống xô, xuống hồ thì nó sẽ lọc những cặn rác ở bên ngoài để không chui vào bên trong nhá, gây tắc cuộn dây. Còn đây là khi các bác rửa xe này mà chúng ta muốn trà thêm xà phòng, trà bông thì chúng ta bỏ vào đây, bỏ vào đây và lắp vào đầu vòi nhá. Tí các bác sẽ xem em hướng dẫn ạ. Còn đây sẽ là một đầu vòi tăng áp này. Đấy, chúng ta mua về sẽ lắp trực tiếp vào đây cho em nhá. Lắp trực tiếp vào đây cho em này, rất là dễ dàng sử dụng thôi các bác ạ. Đấy, em dùng một lần mà mê luôn. Đấy, rất là tiện phải không ạ. Còn cái phần dưới đây nhá các bác nhá, các bác tháo cái van này ra, tháo cái van này ra đó. Và các bác kết nối dây vào cho em nhá. Đây, các bác luồn cái dây này
luôn cái đầu dây này. Đấy, các bác kết nối như này cho em. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em nhá. Rất là dễ thôi ạ. Đấy, và các bác lắp vào như thế này là ok rồi nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ lắp cái củ pin xuống phần dưới này. Đây, bây giờ các bác quan sát. Em lắp cái củ pin nhá. Lắp củ pin này. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng ạ. Là chúng ta đã hoàn thành một em máy này. Rửa xe tăng áp chạy bằng pin nhá. Hoàn toàn tự động luôn. Không phải phụ thuộc vào nguồn điện nhá. Tưới cây, rửa xe bất cứ nơi đâu chúng ta. Kèm theo đó sẽ là hai đầu vòi nhá. Một đầu dạng phun tia và một đầu dạng phun xương cho em. Thì khi các bác lắc, các bác kéo cái lõi đầu này xuống và các bác vít vào đây cho em, nó sẽ ra là dạng phun xương nhá. Chúng ta sẽ tưới cây này. Còn khi mà các bác kéo cái lõi này xuống, các bác lắp cái này vào cho em này, nó sẽ là dạng phun tia, phun cao để tưới trên cao nhá. Còn khi các bác rửa xe, các bác cho xà bông xà phòng vào đây, các bác cũng kéo tia này, kéo lõi xuống đấy và lắp vào đây cho em. Thì khi các bác vịt là xà bông xà phòng nó sẽ ra nhá. Đấy, chúng ta hoàn toàn không phải làm thủ công nữa. Rất là nhàn, rất là tiện, cái xe của chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ, ra ngoài đường nó rất là sang trọng, lịch sự, ok luôn. Đấy, hay tưới cây tưới vườn nó rất là nhàn nhá. Và hàng xịn thì sẽ là hộp nhá. Đựng hộp như thế này. Đấy, là hộp nhựa như thế này cho em nhá, chứ không phải là hộp giấy đâu các bác ạ. Đấy, các bác yên tâm khi đặt hàng bên em nhá. Đấy, bởi vì dạng phun xương. Đây các bác xem video nhá. Nó rất tiện mà không các bác. Đây là dạng phun tia. Đó, tuyệt vời chưa các bác? Rất là dễ dàng sử dụng, lắp đặt. Đấy, đây là phun tạo bọt này. Khi các bác lắp bình vào nhá, quá là ok luôn các bác ạ. Tưới cây này trên diện rộng luôn nha các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Quá là ưng sản phẩm này luôn, với một mức giá siêu ưu đãi. Chỉ có hơn 300k thôi mà tiện ích. Tuyệt vời. Đó. Hiện tại thì đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng nhá. Và với cái em sản phẩm máy rửa xe này, chạy bằng pin này, với dung tích này, một pin nhá, một pin sẽ bằng là 300k thôi các bác nhá, chỉ có 300k thôi ạ. Và hai pin sẽ bằng là 350k nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Tiếp theo thì em về mã sản phẩm kem đánh răng muối nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này, chuẩn muối y khoa nhá các bác nhá. Sử dụng rất là tốt luôn. Sản phẩm này thì các bác mua về có thể check mã vạch cho em ạ. Đấy, check mã vạch cũng như là có thể thông qua Google dịch, các bác có thể tìm được địa chỉ sản xuất nhá. Ví dụ như ở đây là địa chỉ tại Takatsuki Osaka này bác này. Đấy, rất là ok luôn. Bác nào mà viêm lợi, viêm níu hay là sâu răng nhá, hôi miệng thì em này giải quyết triệt để luôn ạ. Đấy, tip của nó thì rất là to nhá. Trọng lượng của nó tới tận 170g cơ. Các bác mua về đánh 3-4 tháng thoải mái cho em nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm kem đánh răng muối đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá, chuẩn muối y khoa. Đấy, chỉ có là 65k trên một sản phẩm nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Giới thiệu các bác dòng máy làm sữa hạt Osmark nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này. Dung tích của nó là 1,1 lít nhá. Thì với em máy này đang được cực kỳ săn đón trên thị trường, bởi lý do làm sao? Nó cực kỳ thông minh các bác ơi, nó hoàn toàn có thể thay thế được rất nhiều các thiết bị trong căn phòng bếp nhà mình nhá. Nó sẽ là một con máy làm sữa hạt rất là ok luôn này. Tiếp đến là nó có thể nấu cháo nhá, nấu cháo này. Nó có thể thay một con máy xay sinh tố đấy, để cho bổ sung cho gia đình những cái ly nước ép, hoặc là có thể đun nước nhá, như một chiếc ấm siêu tốc luôn này. Đấy, các bác có thấy không ạ? Và nó có chế độ thông minh nữa là tự làm sạch. Khi các bác sử dụng xong, các bác cho nước vào và ấn chế độ tự làm sạch, nó sẽ tự sục rửa nhá. Và nó sẽ có chế độ giữ ấm khi mà có đèn báo tín hiệu, mà âm thanh báo tín hiệu là đã xong. Ví dụ nấu cháo xong, xay tinh sinh tố xong, thì nó sẽ có cái tín hiệu là kêu báo hoàn thành nhá. Và nếu mà các bác chưa sử dụng thì nó sẽ có nảy sang chế độ tự giữ ấm cho mình này. Rất là ok luôn các bác nhá, thông minh cực kỳ luôn này. Ví dụ như là chúng ta nấu, chúng ta có thể hẹn giờ, hoặc nó sẽ có chế độ cài mặc định ở trên đây. Là ví dụ như làm sữa hạt sau 30 phút chúng ta sẽ có ly sữa hạt này, hoặc nấu cháo thì sau bao nhiêu này, nước ép sau bao nhiêu, nước sôi sau bao nhiêu nhá, nó sẽ tự định ở đây. Và đây là chế độ của nó này, các bác có thể này. Đấy, ví dụ như chúng ta để chế độ nào thì nó sẽ là chế độ đấy nhá. Đấy, ví dụ như để làm sữa hạt này. Đấy, nó sẽ hẹn là 23 phút. 23 phút sau chúng ta sẽ có một ly sữa hạt cực kỳ thơm ngon nhá.
Thì sữa hạt khi các bác mua, em sẽ gửi cái tờ hướng dẫn này, nó sẽ có chi tiết hướng dẫn, ví dụ như là các dòng làm sữa, sữa đậu đỏ, sữa yến mạch, sữa đậu nành, vân vân nhá. Em sẽ gửi tờ hướng dẫn sử dụng này cho các bác này. Đấy, rất là ok luôn, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, và em này thì thiết kế thông minh với cái chế độ sôi ít bọt nhá, chống trào tuyệt đối cho em này. Mà rất ít các sản phẩm trên thị trường nó có cái chế độ này các bác ạ. Thì với cái sản phẩm này, lưỡi dao của nó nhá, các bác có thể nhìn cho em, lưỡi dao của nó là Ninox Su 304. Đấy, lưỡi xoắn kép rất là khỏe luôn. Với các dòng máy khác thì các bác hoàn toàn phải ngâm đậu, ngâm lạc, ngâm yến mạch. Đấy, nhưng mà với dòng này thì không nhá. Các bác cho vào nó sẽ tự xay, tự chế độ ủ ấm mà xay nhá. Rất là mịn, mịn luôn. Đấy, rất là thơm ngon với cái ly sữa mà tự tay mình làm khác hẳn ở ngoài quán các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Các bác yêu thích cái sản phẩm mà máy làm sữa hạt và thay thế rất nhiều các dòng sản phẩm trong căn phòng bếp của mình thì các bác nhanh tay lên đơn cho em. Em xin được gửi tới các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Chỉ có là 490k, 490k trên một sản phẩm này thôi các bác ơi. Đấy, em bao ship kèm tặng quà các bác luôn nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn máy làm sữa hạt 490k. Và hàng nồi Đức nhà em là mã hàng loại 1 luôn nha các bác nhá. Hàng đủ 7 cân đây các bác, nhận hàng kiểm tra hàng cho em mới phải thanh toán nhá. Đủ 7 cân luôn ạ, hàng loại 1 chắc chắn xịn nhập từ Đức luôn nhá. Và em xin được cắt lỗ giảm sâu phá giá thị trường luôn. Giá chỉ còn là 680k trên một bộ nồi Đức nha các bác nhá. Em bao ship luôn ạ, em bao ship luôn nó. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm nồi Đức đủ 7 cân, hàng chuẩn nhập khẩu từ Đức cho em nhé. Đây là cận cảnh bộ nồi Đức em muốn giới thiệu các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. Thật sự là nó quá đẹp luôn, khi các bác sắm về thì nó đầy đủ các chức năng, ví dụ như là nồi to luộc gà, chảo chiên rán, nồi nấu canh, nồi rang thịt, nồi nấu súp, nấu mì nhá. Đầy đủ hết cho em này, cực kỳ là xịn sò và đẹp luôn. Và 6 nồi nhá thì đều có kết cấu giống nhau là vung kính cường lực chịu nhiệt cho em này, siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt nhá. Và tay thì rỗng cách nhiệt để khi chúng ta sử dụng thì sẽ là chống nóng cho em này, có lỗ thoát khí nhá, và được bảo vệ bởi Ninox Su 304 xung quanh này, rất là đẹp phải không các bác. Và tiếp đến thì tất cả cấu trúc nồi đều được thiết kế bằng su Ninox 304 cho em nhá, an toàn khi sử dụng cho em này. Nồi cực kỳ dày luôn, 5 đế các bác ạ, 5 đế chống khê chống cháy tuyệt đối này, có tem dập chìm để chống hàng giả hàng nhái nhá, và có cả tem dập nổi luôn, thương hiệu logo của bộ sản phẩm nồi nhá. Tay cầm này rất là sang trọng và lịch sự, đẹp như này luôn cho em nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Đấy. Và tiếp đến em xin được giới thiệu đến một em chảo này. Đấy, một em chảo này thì cực kỳ là chắc chắn dày dặn rồi. Em sẽ mở này, vung thì giống như nhau nha các bác nhá. Còn riêng với phần chảo này sẽ được là vân đá hoa cương cho em, vân đá hoa cương nhá. Đảm bảo các bác rán không bao giờ là dính đáy nồi cho em hay là bị xém cháy nhá. Đấy, chiên rán cực kỳ ok, sâu lòng cho em này, vừa chiên rán vừa có thể xào nấu, sâu đến tận 8 xăng rưỡi các bác nhá. Và độ rộng của em này lên tới là 26 xăng cho em này. Đấy, tay thiết kế cũng cực kỳ là đẹp như này luôn nhá. Đấy, thì với em này là một sản phẩm này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, tiếp đến này là một em nối to nhá. Em nối to này cũng cực kỳ là rộng và sâu lòng cho em, sâu tới tận 15 xăng các bác ơi. Và độ rộng của em này là 26 xăng luôn này. Tay cầm cách nhiệt nhá. Đấy, cũng rất là xịn sò luôn. Đấy, quá là ok luôn các bác ơi. Em này thì luộc gà nhá, luộc gà, luộc vịt. Đấy, nấu canh, nấu riêu những ngày có khách có khứa nhá, hoặc nấu lẩu cũng rất là ok này. Tiếp đến là một em nồi nấu canh nhá. Một em nồi nấu canh này độ chiều rộng của nó sẽ là 22 xăng và độ sâu cũng là 15 xăng các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn, đầy đủ chức năng trong một bộ nồi. Đấy, nồi rang thịt này. Đấy, nồi rang thịt các bác nhá, cũng rất là xịn sò luôn. Độ rộng của em này sẽ vào khoảng là 20 xăng các bạn, 20 xăng cho em, và độ sâu cũng là 15 xăng nhá. Đấy, quá là xịn sò và đẹp luôn các bác ơi. Kèm theo đó một em nồi nữa này, để các bác có thể là nấu rang thêm, ví dụ như là nồi rang thịt, nồi rang tép, rang tôm. Đấy, hay rang đậu, sốt đậu nhá. Còn với riêng em này, đấy các bác nhìn ạ, em giới thiệu ngay từ đầu đấy ạ, sẽ để nấu mì, nấu cháo, nấu súp nhá. Đấy, tay cầm rất là ok. Hoặc các bác có thể chiên rán những cái nhỏ nhỏ mà cần nhiều dầu ngập mỡ nữa nhá, thì các bác dùng em này cũng rất là tiện luôn, tiết kiệm dầu mỡ này, rất là ok luôn. Đấy, tùy mục đích các bác sử dụng thôi.
Với cái bộ này thì nó đầy đủ các chức năng trong một căn phòng bếp rồi. Sắm nguyên một bộ này là các bác không phải sắm bất kỳ thêm một cái nồi nào ở trong phòng bếp của mình nữa nhá. Đấy, rất là ok luôn. Thì em gửi tới các bác cái mức giá tri ân từ ngay đầu like rồi. Chỉ còn là 680k các bác nhá. 680k em bao ship tận nơi luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em này. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Các bác lên đơn cho em ạ. Một mẫu cao úp mì thế hệ mới nha các bác nhá. Siêu đẹp, siêu cute cho em này. Kết hợp 2 trong 1 luôn các bác ơi. Vừa là cao úp mì nhá, xinh muốn xỉu luôn. Và phần nắp của nó thì sẽ thay thế một cái con kẹp điện thoại các bác ạ. Đấy, chúng ta có thể là vừa kẹp điện thoại, vừa ăn, vừa xem các chương trình giải trí nhá. Rất là ok luôn. Đây, em đang kẹp đây, các bác có thể quan sát không ạ? Và khi bỏ cái phần kẹp điện thoại ra, em sẽ giới thiệu cho các bác những cái phần tiện ích khác của cái cao úp mì này nhá. Thì ở trên cái phần nắp của cao úp mì nó có những cái lỗ thoát nước cực kỳ là thông minh như thế này. Để khi mà chúng ta muốn ăn những cái món mì trộn hay là miến trộn chẳng hạn mà chúng ta đang pha chế bên trong, chúng ta chỉ việc đổ chắp nước của nó đi. Đấy, và tiếp tục là chúng ta mở nắp ra và cho thêm gia vị vào là có thể thành một món mì trộn rồi nhá. Đấy, rất là ok luôn. Phần lõi trong của nó thì là bằng ni nóc su 304, an toàn với người sử dụng tuyệt đối luôn này. Đấy, dù các bác có pha nước nóng đến đâu thì các bác cầm ở đây cũng không hề bị nóng bỏng rát như chúng ta pha vào bát nhá. Bởi vì tại sao, nó là rỗng cách nhiệt rồi các bác ạ. Rỗng cách nhiệt hoàn toàn cho em. Và có cái phần tay cầm này thì chúng ta cầm đi đâu di chuyển cũng rất là tiện lợi luôn nha các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn này. Rộng rãi cho em sẽ đo cái lòng kính của nó. Lòng kính của nó sẽ như một con bát ô tô nhá. Rộng 15 cho em các bác ơi. Rộng 15 cho em. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm mà cao úp mì hình con vịt này, kèm theo là kẹp điện thoại nha các bác nhá. Kẹp điện thoại này. Đấy, rất là ok, tiện ích 2 trong 1 luôn. Em gửi tới các bác với mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Chỉ có là 40k, 40k trên một em cao úp mì này nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Siêu phẩm một trợ thủ đắc lực các bác ơi. Các bác đau mỏi ở đâu thì em này sẽ giải quyết ở đấy nhá. Cái việc nhức mỏi cơ thể giờ đây nó không còn là vấn đề nữa luôn. Sản phẩm số 1 dành cho các bác này. Máy massage 6D này. Một sản phẩm mô phỏng bàn tay người các bác nhá. Với lực bóp cực kỳ là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có lực nhá. Đấy, rất là dễ chịu và thoải mái cho em luôn này. Cộng thêm một tính năng nữa, đó là tính năng chườm nóng diện rộng nhá. Nó sẽ giúp lưu thông những cái mạch máu mà nơi chúng ta cần phải xoa bóp, cần giảm đau đấy ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, giảm cực kỳ là hiệu quả luôn. Động cơ thì không hề ồn. Với 8 điểm massage nhá. Massage cực kỳ dễ chịu luôn. Các bác xem video để hiểu thêm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời này. Máy này. Ở lưng thì có thể dùng chiếc máy này. Ở lưng có thể dùng, chân có thể dùng, cổ vai gáy có thể dùng, bắp chân có thể dùng, dùng tất cả mọi nơi các bác nhá. Mô phỏng bàn tay người. Lên tới 8 điểm massage giúp bạn có cảm giác như đang tận hưởng dịch vụ xoa bóp chuyên nghiệp từ tay. Rất là thích luôn. Em này còn có hai kỹ thuật xoa bóp tiên tiến giống như chuyên gia điều chỉnh lực massage luôn đấy. Kết hợp với chế độ chườm nóng mới lạ, cảm giác như chườm khăn nóng lên cổ. Chườm nóng để lưu thông mạch máu nha các bác nhá. Phần vỏ da dễ dàng vệ sinh được bằng việc lau nhẹ trên bề mặt vỏ bên ngoài. Bu mắt M3 Pro khó chịu. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Thì với cái sản phẩm này, các bác hoàn toàn có thể yên tâm cho em là vấn đề đau nhức nhá sẽ được giải quyết triệt để cho em luôn này. Và với cái mã sản phẩm này, các bác được nhận hàng kiểm tra hàng nhá, xoa bóp thử luôn cho em, bảo shipper chờ, xoa bóp thử luôn hiệu quả các bác mới nhận hàng nhá. Các bác yên tâm chưa? Và với cái mã sản phẩm này, em đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng nhá, phá giá thị trường luôn. Em bán cho các bác với một mức giá siêu đãi để các bác có thể trải nghiệm được nhá. Đấy, những cái dịch vụ tốt nhất này. Mã sản phẩm máy massage 6D bên em giảm tri ân khách hàng chỉ còn là 320k. 320k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác không nghe lầm nợ, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Đến từ thương hiệu Nhật Bản, nồi chiên không dầu Camel dung tích 13 lít cho nhà em nhá. Công suất của nó đây là 1700W, hoàn toàn có thể chế biến được rất nhiều các món ăn nhá, để đổ vị cho gia đình này các bác này. Và các bác ngắm tổng quan xem cái mã nồi sản phẩm đấy nhá, quá là đẹp luôn đấy, từ sản phẩm cho đến chất lượng nhá, rất là ok, đẹp với cái không gian bếp của mình đặt vào thì rất là sang trọng và lịch sự rồi. Thì đây các bác quan sát cho em này, ở đây sẽ có một cái phần khay để chứa đồ nướng các bác nhá, rất là to và rộng rãi. Bởi vì là 13 lít nên là các bác hoàn toàn có thể chiên cho em một con gà 3-4 kg ở đây, hoặc con vịt nhá. Đấy, hoặc là đồ làm bánh cũng rất là ok này. Ở đây sẽ chế tác cho các bác là một cái khay đựng đồ nhá. Nó có chân như thế này luôn. Đấy, để cái con gà hoặc là con vịt nó luôn luôn ở bên trên và dầu mỡ thì rớt xuống dưới nhá. Các bác tưởng tượng là chiên nhưng mà không cần đến dầu mỡ nhá. Rất là an toàn cho sức khỏe mà cái đồ ăn của mình vẫn là ngon, giòn, rụm luôn. Làm được bánh chiên được, lạc chiên được,
bổ mọi thứ luôn. Ví dụ như là tôm chiên xù, sườn chiên, cánh gà chiên đều rất là ok nhá. Vịt quay, gà quay ngon không khác gì ngoài tiệm luôn các bác ạ. Vì tự tay mình làm nên nó sẽ cực kỳ an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Và dưới đây thì sẽ có một cái lớp kính trong suốt nha các bác nhá. Một lớp kính trong suốt khi mình bật lên thì hoàn toàn có thể quan sát ở bên trong cái đồ chiên, đồ rán của mình nó đang như thế nào nhá. Đấy, rất là thông minh luôn, thiết kế cực kỳ là tuyệt vời. Và phần bên trên của sản phẩm thì sẽ có hai nút điều khiển nhá. Nó là phần nhiệt độ này và phần thời gian nha các bác nhá. Ví dụ như các bác muốn chiên con gà, con vịt thì thời gian nhiệt độ của nó sẽ là 200 độ C, tương ứng với từ 17 đến 22 phút các bác nhá. Thì các bác vặn về đây cho em chuẩn là 200 độ C và thời gian các bác điều chỉnh đúng về cho em là 20 đến 22 phút. Đấy, nó sẽ tự hiện giờ, tự chạy. Sau 22 phút thì nó sẽ có một tiếng kêu tinh này. Đấy, sẽ báo hiệu gia đình mình là có một món mới được đổi vị rồi. Vừa thơm ngon, giòn rụm, vừa an toàn với vệ sinh thực phẩm nhá. Và với em này thì em đang tri ân khách hàng với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nha các bác nhá. Giá chỉ còn là 600k, trong khi thị trường đang bán là 650k. Đấy, nhưng mà em tri ân xuống chỉ còn là 600k. Em bao ship kèm tặng quà các bác nhá. Và phần quà em gửi tặng các bác đó là cái mã sản phẩm mà sâm thịt này. Đấy, cái con sâm thịt này thì các bác mua về trước khi chiên rán thì các bác có thể là sâm và tẩm ướp gia vị vào cho em, sâm vào cái miếng thịt hoặc sâm vào con gà con vịt nhá. Đấy, các bác tẩm ướp gia vị vào cho em thì cái độ ngon lại tăng thêm gấp đôi gấp ba nhá. Ngấm gia vị thơm ngon tròn vị luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này. Nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản, 600k, bao ship tận nơi kèm tặng quà nhá, là một cây sâm thịt. Thời buổi công việc bận rộn thì con cháu thường xuyên phải đi vắng nhà nhá, hoặc đi xa. Thì đây sẽ là một trợ thủ đắc lực này cho những ông, những bà, người cha mà chân tay đau nhá, đau nhức xương khớp thì với em này quá là ok luôn. Đó là gậy chống, đấy, tự đứng nhá, bằng thép chịu lực cho người già luôn này. Em xin giới thiệu sơ qua này, đấy, là một cây gậy chống nhá, bằng thép chịu lực cực kỳ mạnh luôn này. Chân của nó thì có đế cao su nhá, đế cao su chống trơn trượt ở nền gạch hoa hay là đi bất cứ đâu cũng là chống trơn trượt tuyệt đối cho mọi bề mặt cho em này. Đấy, cái phần đầu gậy thì có nút điều chỉnh nhá, 4 nấc để cho cái độ cao, độ dài của cây gậy ạ, nó phù hợp với cái chiều cao của mình nhá. Và tay cầm thì nó là đệm mút silicone này, chống trơn trượt cho em, thấm hút mồ hôi nhá. Và phần đầu đèn thì là tích hợp cho em là một con đèn pin này. Đấy, các bác thấy tiện không ạ? Vào buổi tối mà chúng ta muốn đi vệ sinh hay đi đâu đó vào buổi tối chẳng hạn, chúng ta có thể lôi ra chống hỗ trợ nhá. Đấy, và bật đèn pin hoặc là khi lên cầu thang cũng vậy luôn này các bác này. Đấy, sáng quắc luôn, rất là tuyệt vời nhá. Đấy, về số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác. Các bác có thể xem video để hiểu về cái trải nghiệm này nhá. Gậy đa năng gấp gọn, hỗ trợ người lớn tuổi vận động. Đấy, rất tuyệt vời luôn, chống trơn trượt chắc để lên xuống cầu thang dễ dàng, hay cả những bề mặt sỏi đá. Gậy tự đứng được các bác nhá, rất là cứng cáp luôn. Có thể gấp gọn tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Gấp làm 3 khúc nhá, tí em sẽ gấp cho các bác xem ạ. Để đi lại an toàn vào ban đêm. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chất liệu thép cao cấp không rỉ, chịu được tải trọng cực kỳ cứng cáp, các bác được kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Đấy, rất ok luôn. Tập đi sau tai nạn, tai biến. Chứng mua ngay để nhận được ưu đãi. Các bác thấy tuyệt vời không ạ? Thì với em gậy này nhá, khi nào mà các bác không sử dụng nữa thì các bác có thể gấp gọn cho em này. Đi chơi xa, đi du lịch này, đấy đều rất là ok cho em như này luôn nhá. Gấp gọn này, ở đây có một cái dây dù này, chúng ta quấn, chúng ta siết đấy, chúng ta ấy vào như này. Các bác thấy không ạ? Nhỏ gọn, tiện lợi, thông minh, kết hợp đèn chiếu sáng cũng như là đế chống trượt nhá. Cực kỳ tốt cho người già, người đau xương khớp, người tai biến mới dậy nhá. Đấy, hỗ trợ an toàn khi đi lên cầu thang, đi xa. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé. Nó chỉ có là 220k trên một em gậy chống này thôi nhá các bác nhé. Tích hợp rất là nhiều tiện ích, hàng cứng cáp chắc chắn, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Đấy, uy tín chưa ạ? Tiếp tục sale giả cho các bác mã sản phẩm nồi hầm xương, nồi kho cá nấu cháo đến từ thương hiệu Đạt Tường cho em nhé. Có tem QR này cho các bác check mã sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cho em luôn này. Khi các bác mở sản phẩm ra, đầu tiên các bác sẽ nhận được là một tờ hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một phiếu bảo hành, em sẽ ghi phiếu bảo hành 1 năm nhé. Khi các bác mua sản phẩm mà có phiếu bảo hành thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi đúng không ạ? Và tiếp đến là con vung của nó nhé. Con vung của nó thì hoàn toàn bằng kính cường lực rồi. Tay thì rỗng cách nhiệt cho em này, có lỗ thoát khí nhé. Rất là ok luôn khi sử dụng này. Trong suốt có thể quan sát được bên trong luôn các bác nhé. Đấy, còn về phần lõi của nó thì lại thiết kế siêu đặc biệt cho em này. Phần lõi của nó sẽ là bằng gốm sứ nhá,
sành xứ luôn. Thế các cụ ngày xưa chuyên hầm xương, kho cá, nấu cơm, nấu cháo đều bằng nồi sành xứ này. Nó sẽ giữ được cái độ ngon ngọt của cái món mình nấu nhá. Đấy, giữ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là ok, rất là tốt luôn các bác ạ. Mà lại rất là nhừ nhá. Đấy, rất là nhừ, rất là ok luôn. Còn tiếp theo là phần nồi. Phần nồi của nó thì các bác nhìn cái phần mâm điện đây. Đấy, nó rất là rộng để làm sao để nó truyền nhiệt đều, để nấu sôi nhanh, chín kỹ, giữ cái thực phẩm của mình ngon, tròn, vị, mềm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Và khi các bác nấu thì nó sẽ có 3 chế độ cho em nhá. Chế độ thứ nhất là nấu chậm này, thì các bác cắm từ tối cho đến sáng là các bác sử dụng này, là 7 đến 8 tiếng. Chế độ thứ hai là chế độ nhanh, là chế độ 3 này, từ 3 đến 4 tiếng. Và chế độ thứ tư sẽ là chế độ tự động nấu, có nghĩa là các bác chỉ việc cho nguyên liệu vào đây và bật chế độ thứ tư, nó sẽ tự động nấu nhừ. Khi mà đủ nhừ, đủ chín, đủ cạn nước thì nó sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Đấy, rất là thông minh, rất là tiện lợi luôn với em này này. Và cái mã sản phẩm này, đấy, em xin gửi tới các bác với một mức giá sale xả như sau. Trên thị trường đang bán là 290k 290, em sale xuống còn 280 cho các bác này. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé, kèm phiếu bảo hành luôn em ghi ạ. Đã có thìa thì lại phải có đũa các bác nhé. Thì em xin gửi tới các bác một cái mã sản phẩm, đó là đũa ngọc đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Đấy, em đang dọn kho nên là giá tri ân cực kỳ là rẻ luôn các bác nhé. Cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có là 15k trên một chục này thôi. Các bác nhà có công, có việc, có dỗ, có chạm nhiều thì các bác sắm ngay cho em một cái mã sản phẩm này về nhá. Đấy, gấp chống trơn, chống trượt cực kỳ là ok luôn. Mà cái phần đầu của nó này, thiết kế nhìn rất là sang trọng, đẹp và lịch sự nhá. Chỉ có 15k trên một chục thôi, tính ra chỉ có 1.500 trên một đôi này thôi. Quá là rẻ luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này nhá. Số lượng không còn nhiều ạ. Em chỉ còn đâu đấy 100 đôi thôi. Các bác chốt đơn cho em nhá. Và một mã nồi mới nhá, đến từ thương hiệu Sharp này và được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc cho em. Nó là dạng mẫu nồi thế hệ mới 3D nhá, rất được ưa chuộng và săn đón ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì cái độ nấu cơm ngon, ngọt, chín đều, chín nhanh nhá các bác nhá. Đấy, sử dụng thì sử dụng bằng nút cơ này, cực kỳ là dễ dàng sử dụng cho em luôn nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ xin mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Khi mở các bác cũng ấn nút cơ như này nhá, rất là dễ dàng luôn. Em xin được xoay ra đây ạ. Thì khi bên trong các bác mở ra, nó sẽ có một em nồi nhá. Với cái em lòng nồi này này, siêu dày, siêu chắc chắn luôn. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em các bác nhá. Với cái lớp men chống dính là men đá hoa cương với công nghệ Hàn Quốc này. Đấy, chống khê, chống cháy này, cơm chín ngon tròn vị cho em bởi vì cái độ truyền nhiệt dày dặn của nó nhá. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Và em sẽ tặng kèm các bác đó là một môi xới cơm này. Đấy, kèm theo đó là một cái gáo để múc cơm, múc nước, múc gạo nhé. Đấy, kèm theo đó là một dây điện. Đấy, dây điện để cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhé. Và bên trong lòng nồi thì là đĩa điện của nó cực kỳ là rộng rãi rồi, để truyền nhiệt. Đấy, sôi nhanh, chín nhanh, mềm dẻo hạt cơm nha các bác nhé. Đấy, cái phần nắp vung của nó này các bác ơi. Phần nắp vung thì được chế tác bởi những cái gioăng cao su rất là dày dặn để nó mút, để khi mà trong quá trình chín, ủ bằng hơi ấy, nó sẽ không bị mất nhiệt các bác nhé. Còn đây là lỗ thông hơi khi sôi cơm này các bác ơi. Đấy, nó sẽ tự mở khi sôi. Rất là tuyệt vời này các bạn. Thì với cái mã sản phẩm mẫu nồi cơm Sharp thế hệ mới này, với dung tích của nó là 1,2 lít nhá. Em đã viết sẵn ra đây ạ, 1,2 lít. Nó sẽ có giá là 450k. Và nó sẽ phù hợp cho 4 đến 5 người ăn nhé các bác nhá. Còn với mã nồi cơm 1,8 lít sẽ bằng là 480k, phù hợp cho 5 đến 6 người ăn. Hoặc là chuẩn bị vào dịp đi học rồi, các bác sắm cho con, cho cháu cái mã nồi này. Đấy, cho con, cho cháu đi học xa nhà thì cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Em sẽ bao ship kèm tặng quà nhé. Bao ship này. Đấy, bao ship và tặng quà luôn. Đấy, tặng quà với cái mã sản phẩm mới nồi cơm Sharp đến từ thế hệ Korea, Hàn Quốc này nhé. Theo em xin gửi tới bác một cái mã sản phẩm hoàn toàn mới bên em nhé. Đó là mã sản phẩm băng dính trong hai mặt. Nói chung là cái độ chắc chắn và độ tiện ích của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Các bác có thể xem video nhé. Và em cũng đã test thử rồi, rất là ok luôn. Đó, các bác quan sát giúp em ạ. Không có khoan tường các bác nhé. Không phải khoan tường chúng ta, không có khoan cửa. Treo bất kỳ vật dụng gì vô cùng là chắc chắn luôn. Đó, rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, khi mà bóc ra thì nó không hề để lại vết dính ở trên bờ tường hay nền đấy. Em đã test thử này các bác này. Vô cùng là khỏe, vô cùng là chắc chắn mà. Trong bình của em còn nước luôn nha các bác nhé. Đấy, trong bình của em phải còn nửa bình nước. Em thấy rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Là 30k trên một cuộn này. Trên một cuộn, đấy, rất là tiện luôn. Còn các bác mua từ 2 cuộn rồi lên, em xin gửi tới các bác là 50k 2 cuộn.
Đấy, hai cuộn quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta không phải khoan tường, khoan cửa mà dán treo tất cả các vật dụng mà chúng ta mong muốn nhá, kể cả nền nhà tắm luôn. Rất là ok nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mã tiếp theo em xin được sale cho các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là mã sản phẩm bình hoa sen pha lê đổi màu nhá. Đấy, một cái cặp đèn thờ em bán rất là chạy và rất là nhiều khách hàng thích nhá. Đấy, em quay cận cảnh cho các bác nhìn từng cánh hoa, từng bông pha lê nhá, rất là đẹp này. Ống ánh tỉ mỉ và tinh tế, mài góc mài cạnh như này luôn cho em nhá. Và kết hợp với hệ thống đèn led thì nó sẽ đổi màu liên tục nhá, gồm 7 màu cho em này. Và khi đổi màu nó sẽ phát ra cái ánh hào quang sáng rực cái không gian thờ của mình lên nhá, giúp cái không gian thờ của mình nó cực kỳ là linh thiêng và trang trọng nhá. Thì em xin giới thiệu chi tiết ạ. Với một bình, bình em đang quay đây, nó sẽ cao là 70 xăng nha các bác nhá. Cao 70 xăng cho em chứ không phải là 60 xăng hay 55 xăng đâu các bác nhá. Cao 70 xăng. Đấy. Và trên mỗi một bình nó sẽ gồm 5 bông, 5 bông hoa pha lê như này cho em các bác nhá. Đấy, 5 bông này. Và thân của nó sẽ kết hợp là thân của hợp kim đồng loại 1 nha các bác nhá. Vô cùng chắc chắn này, vô cùng là cứng cáp như này cho em này. Đấy, một màu vàng óng. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ lá cho đến đài nhá. Chống han dỉ tuyệt đối cho em này, hợp kim đồng loại 1 luôn các bác ạ. Nhưng cũng không kém phần mềm dẻo nhá. Đấy, ở dưới cái phần thân bình này, các bác có thể nhìn cho em ạ. Đó là sự kết hợp của 4 bông hoa rủ như này nhá, giúp cái bình hoa nó thêm đẹp đấy, thêm này, mềm dẻo hơn nha các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Phần thân bình cũng là kết hợp của hợp kim đồng loại 1 này, kèm ánh sáng hệ thống đèn led ở bên trong. Nó sẽ phát sáng ra cái hình hoa sen dập nổ như thế này nhá. Đấy, rất là đẹp. Hoa sen là một cái loại hoa thuần khiết và thanh cao, rất là phù hợp với những cái không gian thờ linh thiêng nhá. Phần đế thì vô cùng là rộng rãi và chắc chắn cho em rồi. Đó, rất là uy nghi, rất là đẹp với cái cặp đèn này luôn. Thì bác nào ưng cái mã sản phẩm hoa pha lê đổi màu này thì em xin sale cho các bác xuống còn một mức giá vô cùng là tuyệt vời nhá, để cho các bác kịp vào cái dịp nhà mới tháng 6 và tháng 8, hay là tân trang lại cái không gian thờ cho nhà mình nhá. Thì em gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay, chỉ còn là 1.800.000 thôi các bác nhá. 1.800.000 cho cái em cặp pha lê này nhá, số lượng có hạn, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp theo đây em xin gửi tới các bác một cái mã sản phẩm, đó là bình muối dưa cà đến từ thương hiệu Việt Nhật nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho em này. Chất lượng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng nhựa PV, an toàn với người sử dụng nhá, 100%, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhá. Và với cái mã sản phẩm này thì đây là cái con cối 3 lít nha các bác nhá. Cối 3 lít này. Đấy, họa tiết rất là tinh tế luôn, rất là đẹp. Thì các bác mua về tự tay để chế biến cho gia đình mình những cái món ngon đổi vị. Ví dụ như là dưa muối, cà muối. Đấy, nhất là vào cái dịp mùa hè này mà ăn canh cua, cà muối thì rất là tuyệt vời. Và không các bác mà lại làm tại nhà, chính tay mình làm, an toàn thực phẩm tuyệt đối luôn các bác nhé. Thì đầu tiên các bác sơ chế cà làm và cho nước vào đây. Đấy, cho nước muối vào đây. Thì và chúng ta đặt cái lõi nén này xuống này các bác này. Đấy, đặt cái lõi nén này xuống. Thì cà đến đâu nhá, ví dụ như đây, chúng ta xoáy cao lên để cho đồ vào này. Đây, xoáy cao cho đồ vào. Sau đó là chúng ta sẽ có cái độ nén này nhá. Xoáy đây là chúng ta nén xuống. Nén để làm gì ạ? Để thay những cái bát, cái đĩa mà phải nén dưa cà ngày xưa các cụ thì chúng ta là thay bằng cái loại nén này. Cà sẽ ngấm xuống dưới nước, sẽ chìm xuống dưới nước, nó sẽ không bị thâm đen. Và nó sẽ ngấm đều gia vị và nó sẽ ngon tròn vị cái món ăn cho gia đình mình nhá. Đây là cái bình 3 lít này. Trên thị trường đang bán với mức giá là 150.000. Nhưng riêng đến với shop Như Thiết ngày hôm nay, em xin sale xả cho các bác chỉ còn là 130.000 thôi nhá. 130.000 này, 130.000. Đấy, trên một em này nhá. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với mã 3 lít. Riêng với cái bình muối dưa cà to 5 lít này, đây, 5 lít nha các bác nhá. Thì trên thị trường đang bán với mức giá là 180.000 này. Nhưng riêng hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 160.000 trên em bình muối dưa cà 5 lít nhá. Đấy, rất nhiều các bác là đang săn đón, đang hỏi cái mã bình muối dưa cà to này. Thì các bác nhanh tay chốt đơn nhá. Và tiếp theo đến em xin được sale xả cho các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là mã sản phẩm miếng dán gan bàn chân nhá, thải độc gan bàn chân. Thì như các bác biết, tất cả các huyệt đạo mà quan trọng của chúng ta thì đều nằm ở huyệt gan bàn chân. Đấy, thì khi các bác dán cái miếng thải độc này, nó sẽ thanh lọc và thải độc cơ thể, điều hòa huyết áp, điều hòa lưu thông khí huyết nhá. Đấy, điều hòa mạch
tim cho cơ thể rất là tốt luôn. Thì với cái miếng dán này nhà em là miếng dán loại 1 nhá. Đấy, tác dụng cực kỳ tốt luôn, có cả tấm màng luôn chứ không như các sản phẩm trôi nổi khác đâu các bác ạ. Thì có một bác ở trong Sài Gòn mua dùng thử và nói là ôi chân bác đang tê lắm, bác mua sản phẩm bên con về dùng thì là đỡ đi rất là nhiều. Thì con gửi tiếp cho bác 10 hộp nhé. Đấy, một cái lời khen của khách hàng rất là ấm lòng nhé các bác nhé. Thì với một cái mã sản phẩm này thì em thấy nó rất là ok, rất là xịn như vậy thì em đã ôm số lượng nhiều. Và em sẽ cắt lỗ sale cho các bác để cho các bác sắm để trải nghiệm nhé. Thì các shop khác đang bán là 40k nhưng riêng đến với shop em hôm nay chỉ còn là 35k nhé. 35k trên một hộp 50 miếng dán như này này các bác này. Đấy, các bác dùng thoải mái cho em nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và hôm nay em lại tiếp tục xả kho nhé. Cắt lỗ mạnh tay các bác ơi. Đó, nó là dạng thuốc xịt chuột nhé. Và đuổi côn trùng dạng sinh học cho em. Vô cùng là an toàn cho người sử dụng nhé. Cũng như là nhà mình có trẻ nhỏ. Đó, thì rất là sử dụng rất là ok luôn. Và nó rất là cực kỳ là nhạy nhé. Đấy, khi mà chuột ngửi thấy cái hơi thuốc xịt này thì nó sẽ sợ và tránh xa nhá. Không những chuột mà còn rán, còn muỗi, còn kiến nhá, đều rất là ok cho em này. Đấy, nhà em thì bữa đó là có cái xe máy chuột nó cứ hay bị cắn dây ở bếp. Và em mua sản phẩm này về em test luôn thì em thấy nó vô cùng hiệu quả và chuột bỏ đi các bác ạ, rất là tuyệt vời mà lại an toàn nhá. Đấy, hoàn toàn bằng thảo mộc tự nhiên cho em. Bác mua về chỉ việc mở nắp ra như vậy. Đấy, cắm cái vòi xịt vào cho em và xịt trực tiếp vào những cái chỗ mà chuột hay cư trú. Đấy, hay cắn dây điện. Đấy. Thì chuột sẽ tránh xa nhá. Và cái mã sản phẩm này em đang bán trên các like trước các bác biết nó là 40k trên một chai nhá, dung tích 500ml như thế này. Nhưng riêng trong buổi like ngày hôm nay em cắt lỗ đậm sâu cho các bác luôn, chỉ còn là 30k trên một chai nha các bác nhá. 30k trên một chai này ạ. Các bác nhanh tay lên đơn cho em. Mã sản phẩm tiếp theo em xin là lên nhanh cho các bác nhá. Đó là cái mã sản phẩm mà cối này và chai. Đó, một cái mã sản phẩm để chúng ta làm sao giã hành, giã tỏi nhá, giã gừng giềng nhá, rất là ok luôn. Hay là giã muối vừng, muối viếc để chúng ta đổi bữa nhá, rất là tuyệt vời để làm nộm, làm nhức nữa các bác ạ. Đấy, thì em xin đi sâu vào chi tiết sản phẩm nhá. Đầu tiên thì cái cối này, đấy, được làm bằng hoàn toàn su, inox su 304 cho em nhá. Một cái loại inox vô cùng là bền, đẹp, sáng bóng. Và thiết kế, nhà thiết kế đã thiết kế rất là thông minh, một cái đế bằng mút cao su các bác nhá. Để làm gì ạ? Để khi các bác đặt lên cái mặt bàn hay là đặt lên cái mặt nền nhà mình đấy ạ, thì nó không bị trơn trượt nhá. Nó sẽ có cái độ mút để giữ cái cối thật là chắc chắn cho em này. Đấy, rất là ok luôn. Em đo luôn kích thước cho các bác ạ. Thì với cái mã sản phẩm này, chiều cao của nó sẽ là 10 cm các bác nhá. Và cái miệng của nó cũng là rộng 10 cm luôn cho em này. Và tiếp đến thì là cái chai. Đấy, các bác nhìn cho em cái chai cũng bằng inox nguyên khối nhá, rất là chắc chắn, su 304 cho em này. Đấy. Và chiều dài của con này sẽ vào dơ phảo khoảng 17 cm cho em này. Đấy, 17 cm các bác nhá. Đó, cầm. Đây là phần trên là cầm, phần dưới là giã nhá. Và kèm theo đó sẽ có một em nắp như thế này. Khi các bác sử dụng các bác sẽ nắp vào như này cho em. Để làm gì ạ? Để giữ cho cái sản phẩm mà mình muốn giã đó là nó không bị bắn ra ngoài. Ví dụ như là chúng ta giã cua, chúng ta giã muối vừng, chúng ta giã tí rừng, tí gừng, tí tỏi. Đấy, để làm gia vị kho cá chẳng hạn. Đấy, hay là làm gia vị để ăn chấm chẳng hạn. Chúng ta cho tất vào đây nhá. Đấy, đậy nắp lại không bị bắn tung bắn tóe ra. Nó rất là tiện được không các bác? Rất là ok luôn. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, phải thanh toán cho em. Thì với cái mã sản phẩm này thì 10 bác nhận sẽ là 10 bác ưng ý cho em luôn. Bởi vì cái độ dày dặn chắc chắn của nó nhá, rất là ok luôn. Và cái mã sản phẩm này em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá. Chỉ còn là 120k các bác nhá. 120k, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp đến em gửi từ các bác cái mã sản phẩm mà chảo chống dính tổ ong nha các bác nhá. Đó, các bác nhìn cho em này, bằng inox nguyên khối sáng bóng và dày dặn cho em như này luôn các bác nhá. Các bác nghe tiếng gõ thì biết rất là dày dặn luôn. Đó, bằng vân đá tổ ong như này nhá. Chống dính này, chống khê, chống cháy cho em tuyệt đối luôn. Các bác mua con này về, các bác dán cho em thì cứ đảm bảo là vừa ngon vừa giòn, rất là xịn nhá. Đấy, mà không bao giờ bị cháy hoặc là xém đáy nồi cho em. Và với cái con chảo này thì đường kính của nó là 28 inch các bác nhá. 28 inch. Tay cầm của nó là 20 nhá. Đấy, mà là rỗng cách nhiệt cho em này, rỗng nhá. Đấy, cách nhiệt cho em tuyệt đối luôn, xịn sò. Chiều sâu của con chảo này thì em đo luôn cho các bác. Chiều sâu của em chảo này là khoảng tầm 6 phân rưỡi 7 phân nhá. Đấy, thoải mái để sử dụng chiên rán này. Đấy, nem chiên rán cá này. Đó, rất là ok và tuyệt vời luôn cho em nhá. Các bác nào ưng cái mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là chảo vân đá tổ ong nhá.
Đây, 28 inch với một mức giá là 120k các bác nhá. 120k cho mã em chảo này ạ. Đây, em ghi luôn vào đây cho các bác dễ nhớ nhá. 120k. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo em xin được bác nhanh cho các bác, đó là cái mã sản phẩm bơm xe máy, xe đạp nhá. Bơm bằng chân cho em này. Thì cái con máy này nó rất là tiện dụng luôn. Nhà nào cũng cần phải có một cái, thay vì chúng ta phải ra tiệm này, vừa mất thời gian công sức chờ đợi đấy, cũng như là phải tốn tiền đấy, thì chúng ta sắm ngay con này về dùng cả gia đình dùng chung luôn các bác ơi. Rất là bền, rất là xịn, rất là đẹp luôn cho em. Thì với cái con bơm này sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác chỉ việc mở cái kẹp này ra, các bác bơm cho em như thế này nhá. Đấy, ấn lực bằng chân cho em. Nó và nó sẽ là số khí hơi, nó sẽ thể hiện ở trên đây nhá. Rất là rõ ràng cho em. Và khi các bác sử dụng xong rồi thì các bác chỉ việc ghim cái kẹp này xuống cho em như thế này thôi, là rất là nhỏ gọn rồi các bác thấy không ạ? Rất là nhỏ gọn luôn, cho vào hộp nhá. Đây, cho vào hộp như thế này, nó chỉ có bằng này thôi. Nhỏ gọn lắm các bác ạ. Và cái phần này nhá các bác nhá. Đây, các bác dí cho em vào cái phần van của xe máy, xe đạp, xong là các bác kẹp xuống cho em như thế này nhá. Kẹp xuống cho em, thế là cái van nó đã chắc chắn rồi. Đấy, và chúng ta chỉ việc dùng lực bằng chân bơm là sẽ ok các bác ơi. Đấy, bơm rất là khỏe, rất là xịn sò luôn. Tặng các bác một con van. Đấy, một con van dự phòng. Thì với cái mã sản phẩm bơm hơi bằng chân này nhá, vừa tiện dụng mà giá cả thì quá là rẻ rồi các bác ơi. Chỉ còn có 100k nhá, 100k trên một cái con sản phẩm bơm hơi này thôi. Đó, các bác nhanh tay chốt đơn cho em là bơm hơi, xe máy, xe đạp nhá các bác nhá. Đấy, bơm hơi này, xe đạp này, xe máy này. Đấy, với một mức giá là 100k các bác ơi. Đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhé, 100k. Mã sản phẩm mới, một tiện ích mới em muốn gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. Đó là cái mã sản phẩm này, chân đỡ đa năng. Đó, dùng cho máy giặt và tủ lạnh cho em nhé. Với máy giặt thì các bác có thể biết là khi mà chúng ta giặt đồ mà nó nặng một chút, đó, nó sẽ bị lắc, di chuyển máy giặt nhé. Đấy, và nó tạo ra tiếng ồn rất là khó chịu luôn. Thì các bác sắm ngay cho em cái mã này. Cái thứ nhất là chúng ta có thể kê cao chân máy giặt lên cho em. Đó, để nó chống làm sao ạ? Chống nồm ẩm, chống bẩn này, chống han mốc cái vỏ máy của chúng ta nhá. Đó, cái thứ hai là nó chống rung lắc tuyệt đối cho em này. Nó ngủ rất êm mà không rung lắc, không gây sệ lồng. Đấy, nhanh hỏng máy cho em nhá. Rất là ok luôn với cái mã sản phẩm này ạ. Em rất là ưng ý. Còn với dùng cho tủ lạnh thì chúng ta cũng kê cao chân để chống nồm ẩm nhá. Đấy, để chống han dỉ hỏng hóc cái gầm máy cũng như là vệ sinh nó rất là dễ dàng nha các bác nhá. Và với một cái mã sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, nó rất là nhiều tiện ích như thế này, em sẽ gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nha các bác nhá. Chỉ có 25k thôi các bác ạ. 25k cho 4 em kê chân. Đấy, kê chân đỡ đa năng, dùng cho máy giặt và tủ lạnh nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. 25k 4 em ạ. Mã tiếp theo em xin được trao sản cho các bác nhé. Đó là một cái mã, một cái đơn hàng vô cùng hot luôn. Đó là cái mã bếp ga công nghiệp các bác ạ. Thì bây giờ thì chúng ta ví dụ con cháu về này muốn làm một vài mâm, hoặc là nhà có công có việc có dỗ có chạp nhé, chúng ta làm 5-7 mâm, thì các bác nên sắm cho em cái con bếp ga công nghiệp này là quá hợp lý luôn các bác ạ. Đó, có công có việc thì đun nấu rất là nhanh luôn. Đó, thì các bác biết kết cấu của sản phẩm nó sẽ là thép nguyên khối chống dỉ cho em nhé. Thép nguyên khối chống dỉ 100% cho em. Đó, bên trong lõi của nó này, đấy, bên trong lõi của nó thì có thể là tháo rời để vệ sinh khi nấu nướng xong nhé. Và các bác có thể quan sát cho em ạ, các lỗ này, các lỗ được chạy CNC rất là đều nhau để làm sao ạ, để tỏa cái lượng ga ra và cái lượng lửa nó sẽ đều nhá, nó sẽ truyền đều giúp món ăn chín nhanh, nó chín đều cho em luôn. Đó. Đây là cái phần dẫn ga này các bác này, phần dẫn ga thì nó sẽ được bảo vệ bằng cái em ni lông nhá, ni lông chống han dỉ cho em tuyệt đối luôn nhá các bác nhá. Nó rất là ok luôn này. Ở phần đầu của nó sẽ là phần công tắc các bác nhá. Này, phần công tắc tắt bật ở đây cho em này. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn, rất là dễ dàng sử dụng này. Phần tiếp theo là cái phần em sẽ tặng các bác 1,5m nhá. Đấy, kèm theo đó là 1,5m dây. Các bác kết nối vào phần này cho em nhá. Kết nối phần này cho em và em gửi kèm theo đai nhá. Đó, các bác kết nối vào đây, em sẽ gửi kèm các bác đai. Và một phần ở dưới đây, các bác sẽ kết nối vào cho em cái con van tăng áp này nhá. Và con van tăng áp này nó bằng đồng và em cũng tặng hoàn toàn miễn phí nếu các bác mua ngoài thị trường. Nó lên tới là 500k đấy các bác ạ. Đó, nhưng mà với cái đây, các bác đọc này, van bếp ga, đấy, đã được bảo hành nhá, đầy đủ luôn, có tem mác, đấy, dấu đỏ trên đây luôn rồi các bác nhá. Đấy, điều chỉnh của nó này, đấy, thì một phần, một đầu này các bác sẽ kết nối vào đây cho em nhá. Và các bác kết nối vào bếp ga cho em. Đó, thế là, và hai con van siết này. Đó, với bác nam nào mà đã quen sử dụng thì lắp đặt nó cũng rất là dễ dàng. Còn các bác mua mà chưa biết lắp đặt thì em sẽ gọi video để hướng dẫn luôn các bác ạ. Đó, rất là ok cho em là luôn. Nó kết nối vào bình ga.
Thế là chúng ta đã có một em bếp ga vô cùng là xịn sò và ok rồi các bác nhé. Dùng thiên nhiên vĩnh cửu luôn, có công có việc chúng ta đỡ phải lo lắng đó, đỡ phải đi mượn bếp núc rất là phiền. Và với cái mã sản phẩm này em đang bán là 600k, nhưng trong buổi live ngày hôm nay các bác nhé, đó, trong buổi live ngày hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 500k thôi các bác ạ, 500k trên một sản phẩm bếp ga công nghiệp này. Đó các bác nhanh tay lên đơn cho em, kèm theo đó là em bao ship tặng quà các bác luôn nhá, bao ship tặng quà các bác luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em cái mã bếp ga công nghiệp này, đó, 500k trên một sản phẩm.